Hello, chào tất cả mọi người, mình là Kenny Channel 1 và chào mừng mọi người đến với mình. Ngày hôm nay chúng ta quay lại Minecraft cùng với lại các bạn của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái thử thách, một không phải là thử thách mà là một cái con game mà gọi là Build Challenge đó, là thử thách xây dựng á. Thì hôm nay là của chú Khoa rồi. Đây, hôm nay mình chơi lại Felix, mình chơi lại Phúc Angry, mình chơi lại Tóc Trắng và mình chơi lại chú Khoa. Thì Khoa sẽ là chủ cái server này và nó sẽ cho mình biết luật chơi như thế nào. Ok, nói đi Khoa. Sẽ ra một cái chủ đề. Một cái chủ đề. Phải xây cái chủ đề đó trong vòng 15 phút. Ok, là sẽ có một cái chủ đề và tụi ta phải xây cái chủ đề đó trong vòng 15 phút đúng không? Ừ. Ok, thì xong rồi á thì sẽ được đánh giá coi ai sẽ thắng, thì là người đó sẽ được thưởng một cái gì đó. Tao nghĩ là nên thưởng một chai xì tin, ok không? Đúng rồi, cho nó gần gũi tuổi thơ của chúng ta. Ok, thì bây giờ từ từ đã, tao không muốn uống xì tin. Chứ mày muốn uống cái gì? Cái mày. No, I don't care. Ok, tao biết đầu tiên là breakfast, đồ ăn sáng. Ok. Chọn ô để xây đi. Mọi người chọn ô để xây đi. Chọn chưa xây nha. Chọn ô xong rồi chưa xây nha. Mày làm theo phong thủy của tao thì phong thủy là... thằng Felix nó chọn cho tao rồi, cho nên tao sẽ đi cái hướng của Felix ngược lại, đó là bên trái dưới. Trái dưới là được. Phong 15 phút Khoa đếm giờ cho tao nha. Bây giờ tắt mic nha. Ok, chuẩn bị xây trong 3, 2, 1. Ok, thì á bây giờ mình đã tắt mic Discord, thì cái chủ đề hôm nay sẽ là đồ ăn sáng đúng không? Thì bây giờ mình nghĩ trong đầu á là mình sẽ xây một cái bàn ăn, và trên cái bàn ăn đó sẽ có đồ ăn. Ăn sáng, một cái bánh sandwich, một cái ốp la. Rồi, chúng ta nên làm sandwich đi. Đây là một cái bếp. Bữa sáng thì là có một cái đĩa để ăn, là ăn không có cái gì để chứa đồ ăn. Ok, thì trên bàn ăn sẽ có đồ ăn và đồ ăn sẽ nằm trên bàn ăn. Let's go. Má mình là rất là uống cái chai xịt tiên đó nha, tại vì á dạo này mình không uống xịt tiên mọi người à, mình đang uống nước ngọt. Mà mình không uống xịt tiên mình uống cái gì đó khác không ạ? Không cần quan trọng nguyên liệu của nó là gì ha, không cần biết là gỗ hay là gì, chúng ta chỉ cần có thể tạo ra sandwich. Bây giờ tôi sẽ tạo ra sandwich trước. Ha, thường thường bề ngoài nó sẽ đen hơn. Thường bề ngoài nó sẽ đen hơn nên tôi sẽ cho nó dày một tí. Tôi có cái tật đó là tôi ăn tôi không bao giờ tôi ngó tới cái ngoại hình của nó, dù nó xấu quắc như thế nào. Bây giờ tôi lại cần cái ngoại hình của nó đem. Ok, mình cứ 15 phút chứ mình mới có đủ thời gian để xem cái chân bàn siêu to. Ok nha, đi tới đây rồi cái chân bàn từ nhỏ. À, mình chỉ hy vọng là cái tác phẩm của mình sẽ lệnh, nó sẽ lệnh nó siêu hoàng siêu. Tụi bay sẽ không có đọ lại não bộ của sự sáng tạo này. Tao không biết tụi nó xây gì ta. Thường á, tại vì đồ ăn sáng mình trong đầu mình đang nghĩ á, là đồ ăn sáng chắc mình sẽ xây đồ ăn sáng mình kiểu một cái gọi là English breakfast đó mọi người không? Giống như là một cái có big bean, rồi có bacon, rồi có nước ngọt, nước cam, một ly cà phê đồ á. Còn mình không biết được tụi nó trong đầu tụi nó nghĩ đồ ăn sáng sẽ là gì thôi. Mình nghĩ là tụi nó sẽ làm như phở hay là bánh mì kẹp thịt hay là xôi hay gì đó. Thật ra thì cái đĩa nó trông không đẹp cho lắm. Cái này có phải cái đĩa không vậy? Không còn là cái đĩa, nó là cái gì rồi ấy? Sao nó giống cái hình? Ok, đi cứ coi như là vậy đi. Tôi sẽ cho nó độ dài, nó cái phát đi. Tôi sẽ cho nó có độ dài một chút xíu, khoảng chừng như đây thôi. Đó, thì bề ngoài của nó sẽ có cái một chút gì đó, nó khét chút xíu. Đó, nó sẽ có một chút gì đó khét, nó sẽ lan vô trong. Nó sẽ lan vào trong. Nó sẽ lan vào trong. Tôi có thể tưởng tượng được cái sự ngọt ngào từ bên tụi nó, cái gì mà ok quá đẹp rồi. Mà yeah, để một hồi nữa mình sẽ xem nó tụi nó sẽ làm gì với lại cái tác phẩm tụi nó rồi. Ủa chết mẹ, sao bàn có ba chân vậy? Ôi trời, ok nha. Bàn có ba chân. Tôi không có đủ, tôi sợ tôi không đủ thời gian mọi người. Tôi sợ tôi không đủ thời gian. Tôi còn cái gì bây giờ? Đây là nước. Canh. Ta có canh ở đây. Đây là canh trong bữa sáng trong hồ này. Quả gì là muốn ăn ngay. Đây mình phải tận dụng hết được cái 15 phút này để mình xây một cái đó tới tuyệt vọng tới 15 phút luôn mọi người. Mà 15 phút rất là lâu, siêu lâu luôn. Cho nên là mình phải xây cái nó đẹp xíu. Coi như tạm ổn. Cái trình độ gọi là xây của mình, coi lại trình độ của mình xây dở quá. Ok, rồi bây giờ chúng ta cần một cái vừa bên ngoài. Đẹp. Chắc nó xấu lắm đây. Ta-da, như cái đầu. Cái muỗng chứ.
đây là một bàn nha. Ở cái một hồi mình sẽ cho cái bàn này trải thảm nữa, nó sẽ lột lột bao đất luôn. Là 15 phút well spent không? Cái này mà không đạt giải nữa là mình buồn lắm á. Sẽ siêu buồn á. Ok. Còn mỗi phút vậy là nãy giờ trôi qua được 5 phút rồi. No. Cần phải nhanh lên. Hết 5 phút rồi hả? Hết 5 phút rồi hả? Trời ơi, tao dành hết 5 phút để tao xây cái bàn á, tao không tin được. Ok. Rồi ok, sao. Ôi, for real? Wait, oh my god. Đây. Sẽ là ổ bánh mì. Bánh mì chấm lava, bánh mì chấm dung nham, tuyệt vời. Còn gì ngon hơn một ổ bánh mì nóng hổi được chấm với một món súp nóng hổi. Đó là một bữa sáng lành mạnh. Cái bánh này nhiều ốc. Thôi, chúng ta không cần quan tâm tới cái chiều dài của nó đâu. Ok, chúng ta cứ tiếp tục build thôi. Đó, ok. Má dĩa to quá, hợp lý. Ok, xong rồi mình sẽ cho bacon vô, mình sẽ là clay. Ôi chết mẹ, không có clay. Bacon. Thôi cho trứng đi, trứng sẽ là mình sẽ lấy chắc mình lấy cái màu vàng này đi. Mình lấy cái đó không ta, hay là lấy con snow đẹp nè. Đó, trứng. Ủa thằng Phúc nó xay gì, nó làm gì có nước ở trong vậy ta? Mình đoán là nó đang xay một cái gì đó mà có. Đó, nhìn giống trứng á mọi người. Nhìn hơi bị giống trứng luôn. Đó, đỉnh liền. Đó, vậy thôi, đó, nhìn. Ôi sao? Mặc dù là lâu lắm rồi tôi mới chơi Minecraft, nhưng mà tôi cá với anh em là tôi sẽ phải là người thắng. Chúng ta sẽ phải là người thắng. Nhìn giống trứng rồi, vậy nó mới giống trứng rồi. Đó, xong mình sẽ thêm bacon vô. Bacon thì mình sẽ lấy chắc mình sẽ lấy giống bacon ta. Cái này nên từ rác giống nè. Nhưng mà để rồi mình sẽ bỏ gì đó glass vô đi. Ừ, cho một tí glass vô nhìn cho nó giống như là cái miếng mỏ trên bacon đó mọi người. Đó, thì đây sẽ là đây đó. Đó, xong cái là đó, ở trên này nó giống bacon mọi người. Oh fuck me. Nó không giống bacon. Oh shit. Nó không giống bacon, chết tôi rồi. Lấy đại fuck cái này đi. Cái này tao không biết, nên tao không biết cái gì giống bacon thôi, kệ đi. Không sao. Trứng thì làm khoai. Đó, được chưa? Thì không thể xem được mọi người bên kia đã xây được gì rồi. Không biết là mọi người xây được nhiều chưa, nhưng mà đang rất là rối rắm, là không biết là mình xây như này là ok chưa. Sao tôi phá hết. Nè, tôi có cảm giác như là tôi đang chơi con game này theo kiểu như là tôi bị rối á, tôi bị loạn á, tôi bắt đầu tôi phá rồi đó. Tôi bắt đầu tôi bị phá đồ, mặc dù nó mới có 10 phút thôi mà tôi thấy tôi phá đồ rồi đó. Đó. Má nó xìu xấu luôn á. Nói chung đây là trứng và bacon nha. Đây là trứng và bacon nha mọi người. Ok, xong cái bây giờ mình sẽ lấy thêm Netherrack nè. Xong mình lấy cái này nè, mình sẽ làm baked beans. Oh no no. Đó, baked beans. Cái này sẽ là baked beans nha. Ok, tạm bỡ là vậy đi ha. Tạm bỡ là vậy đi. Lát nữa chúng ta sẽ thêm cái nút ở phía trước để cho người ta biết là đây là cái cục và để mà chúng ta để cái bánh sandwich. Đó, nước cam. Tiếp theo là cái gì ta? Bánh mì. Cái nút này nhỏ quá, thường nó sẽ có một cái đồ gặt. Chúng ta sẽ lấy đại một cái đồ gặt vậy. Chúng ta sẽ chế nó. Chúng ta sẽ tư duy để chúng ta chế ra đồ gặt. Rồi cuối cùng hết thời gian chỉ vì ngồi tìm cái này thôi. Đó, xong cái là... Ủa? Sao kỳ vậy? Sao không trồng được? Soul sand. À, cái này là mấy soul sand này mới đúng. Quên. Lâu quá không? Tao chơi Minecraft. Cái tao tập lú rồi. Ok. Xong cái là tao xài bone meal đây. Để chúng ta gặt cái này xuống. Đẹp. Đó, thì nó sẽ giống như cái đồ gặt vậy đó. Wow, nhìn nó thật sự không tổng một cái bánh mì vậy đó. À không, đồ gặt nó sẽ là ở giữa, tôi bị hai vậy ta, đồ gặt nó sẽ là ở giữa. Đấy, đó, xong cái là mình sẽ brown. Còn 5 phút, còn 5 phút, còn 5 phút. Ok,
ok này cà phê nha, cái này cà phê nha, cái này cà phê nha, mất còn 5 phút thôi mà thời gian hết lẻo vậy. Ok, đây là cà phê, đây là nhìn giống trứng mà đúng không? Nhìn nó ghê quá. Này sẽ là xúc xích nha, này xúc xích nha mọi người, này xúc xích nha. Đó, xong cái này còn lại là cái dĩa màu trắng. Đó. Ok, đây sẽ là một cái chai nước cam nha mọi người đừng đánh giá nha. It's just a bottle of nước cam, so calm down. Wow, excellent, một quả bánh mì tuyệt vời. Không cái bánh mì nào trông ngon bằng bánh mì này được. Lẹ, tôi chỉ cần tôi lắp đầy ở phía bên ngoài thôi là đủ rồi. Ta-da! Đó, đây là cái nĩa. Đó, đến đó. Đó, hơi bị đẹp. Đây là cái nĩa, đây là con dao nha. Mình cứ tay ta mình đang mọi người biết mình tính làm gì, mình tính làm cái này nó giống như cái đồ mình đang picnic hay ngồi á. Mà không biết kịp thời gian không nữa. Mình nghĩ là kịp, mình mọi người phải tin mình. Trời, một phút. Tôi chết. Còn là dưới 1 phút. Thay chưa xong thời gian lên nhá. Chết tôi. Oh, còn 30 giây. Oh, không kịp. Không, được rồi, tao nghĩ gì được rồi. Còn 3 giây ok rồi. Ok, dừng sai, ok. 100 điểm theo cấp độ chứ nha. Damn. Thì đây là của tao nha, dựa trên đồ ăn sáng của tao là kiểu như là British Food English Breakfast mà tao chưa sang chưa đủ. Thì đây là cái trứng nha, đây là trứng nha mọi người. Xong đây là baked beans, còn đây là xúc xích, hai miếng xúc xích đây nè. Bắt đầu tao đến xay bacon mà tao không xay ra, xong xay xúc xích luôn. Tiếp theo tao xay bên này là một ly cà phê. Mọi người thường ăn sáng tao uống cà phê đúng không? Đó, đây là một ly cà phê. Xong tiếp theo là một cái giấy, mày đổ nước cam ra khỏi cái ly của tao rồi. Đây là ly nước cam. Hồi nãy là tao tính làm cái bàn nó giống như cái bàn picnic đó, biết không? Cái màu picnic mà nó xay kẻ đỏ trắng đó, nhưng mà tao làm không kịp nên tao làm được cái viền thôi. Ê, my coffee bro. Ok. Khoa, mày chấm này bao nhiêu trên 10 Khoa? Thì mưa kìa, tắt mưa rồi. 9 trên 10 á, đến. Mọi người xây đỉnh quá hả? Ok rồi, qua tiếp theo bên này có ai vậy? Bên này có ai vậy? Cho tao coi này có ai vậy? Gì đấy? Cái này là cái gì? Teo mì, cà ri hả? Cà ri. Là súp cà chua nè. Đồ cái gì? Muỗng. Cái muỗng. Ủa, tại sao lại ăn bánh mì cà chua? Đây là một chiếc bánh mì vừa ra lò, rất là ngon, thơm ngon. Okay. Không có một chiếc bánh mì nào mà lại có thể ngon bằng cái chiếc bánh mì này và nó còn nóng hổi nữa. Thì cái việc ăn một chiếc bánh mì nóng hổi cùng với một món súp nóng hổi thì còn gì bằng, đúng không? À, cái bánh okay. Này cái bánh này không được ok cho lắm nha, mày chui vô trong đi, nó rỗng lắm. Đấy, cái bánh này nó bỏ ngoài, bánh mì rỗng ruột mà. Ủa sao tớ thua vậy? Oh shit. Cái nào đó mình là tớ thua vậy? Biết tại sao nó lại giống của nó? Sao? Đó là mày sẽ quét cái lớp vỏ ngoài của cái bánh mì này ra và mày đổ súp cà chua vô. Đỉnh nhở. Ra là có lý do. Ok, cái món này cũng khá là ngon chung cái gì đi mà bị kế lại tôi thiếu một ly nước. Thiếu ly nước. Tôi trừ một điểm một ly nước. Nhiều 8 điểm hả? Ok, đỉnh 8. Ok, vỗ tay rồi đi qua đây, qua tiếp theo. Bên đây là ai? Tao muốn coi bên đây quá. Ai đây? Tao. Ai đây? Tao tập trung vào bánh hơn, tao tập trung vào ăn buổi sáng. Tao tập trung vào bánh hơn đi. Đẹp quá. Ok, thì như tụi bay thấy á, là tại vì tao tốn quá nhiều thời gian là do là tao trồng lớp layer. Tao trồng từ ngoài, tại vì á cái bánh mà tao biết, cái bánh sandwich mà tao từng biết á là cái bánh này nó phải là khét ở bên ngoài rồi vào bên trong. Thì cái layer á, tao sẽ cho quyết định là từ đậm sang nhạt vô trong. Thì tụi mày thấy nó sẽ tạo ra cái block đồng hơi đồng đều, nhưng chưa đồng đều lắm. Còn bên đây á, là cái bánh bên đây cũng là một sandwich, nhưng mà tao sẽ làm luôn cái mô phỏng luôn cho nó đầy đủ về cách thực hiện tạo ra cái bánh như thế này. Cho nên là tao sẽ làm luôn cả cái máy mà để nướng bánh đó. Đó. Thì nó sẽ tạo ra vậy. Thì cái buổi sáng tao tập trung vào là bánh thôi. Tao không tập trung vào những cái gì mà trải bàn hay này kia, tao chỉ tập trung với cái thức ăn thôi, tại tao không có thời gian. Ai đỉnh má đẹp bôi. làm đẹp mà. Ok. Ok, chấm điểm đi. Thì mày nghĩ sao mà một cái bánh mì nướng mà nó không có sốt gì hết. Không có sốt nữa à. Tại vì bây giờ tao tập trung vào bánh thôi mà. Ừ đúng rồi, nhưng mà visual đẹp thiệt. Nhưng mà rồi, mày thấy nó đúng là dân kiến trúc viên vẻ vừa của nó luôn. Nó làm layer được chứ mình đâu có layer được, hay quá. Ok, chấm điểm đi qua nhiêu đây? Có 7 hay 1 con 8. Thôi cho thấp. Ông mời có là hoàn hảo đúng rồi được. Em có 10 tao đút lốt tiền. Có 10 tao đút lốt tiền.
Ok nha. Sau những lần ăn buổi sáng nhưng mà nó thiệt chưa bao giờ ăn những lần như vậy. Sao nó sẽ lẹ vậy ta đụng. Đây là một cái bếp, bếp gọi là bếp mini, hiểu không? Để hiểu. Để đẹp quá, làm đẹp vậy. Thấy. Thì đây là cái chảo, cái chảo trứng này là sunny side up egg, rất là phù. Đỉnh. Nó thông phu, thì bị hết giờ. Không sao, đẹp mà rồi tiếp. Làm you good, good, good. Với một cái này đó chính là một cái coffee. Đó chính là cà phê cho mỗi người, những người bận bội buổi sáng. Bận bội là cái gì? Bận bội buổi sáng, tôi cần một tách cà phê. Ok. Người gọi là trẻ con, năng động, hiếu, các thứ người ta sẽ dùng một năng động hiếu. À, dùng từ hay à. Người ta sẽ uống một ly nước ngao cho một buổi sáng. Không. Tiếp vitamin C. Sai rồi. Ok rồi, tới đây là cái gì? Đây là xúc xích đúng không? Ok. Con này là cái gì? Sausage. Cái này là cái gì? Đây là chiếc ổ bánh mì của mình. Biết là nó không công phu như thằng Phúc rồi, nhưng mình đã cố xây cho nó bự mà nó sức rồi. Mày okay, yeah, đây, 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 đây là một cái miếng bơ nó được chảy ra. Đó, đây hên cho mày, đó là bơ vàng. Mày mà cho mà bơ xanh lá là tao chém mày liền. Ok, thì như mọi người đã thấy là chúng ta đã có được 4 thành phẩm của 4 người. Thì bây giờ mọi người, các bạn có thể vote ở dưới comment là các bạn nghĩ ai thắng. Nếu mà các bạn nghĩ mình thắng thì vote Ken win. Nghĩ Felix thắng thì vote là Felix win. Nghĩ là Phúc thắng thì vote Phúc win. Còn nghĩ là Tóc Trắng thắng thì có thể vote Tóc Trắng win. Và nếu mà các bạn muốn tập tiếp theo tụi mình xây gì nữa thì hãy cho tụi mình 3 option để tụi mình để vô cái random hồi nãy á. Thì ok, cảm ơn mọi người xem video này, like và subscribe xem thêm. Và mình hẹn gặp các bạn video lần sau. Bye bye.